ยังจังนะรู้สึกนะเจนกูจะไปมุ่งใช่ไปจะต้นสายหลวงนายอ่ะจะไปมุ่งใช่ไปต้นสายหลวงว้าป้าเฮ้ยเฮ้ยเจนเดินดูสารเปาะของเก่าที่ทอนชาลงเก่าลงดังนะเจนในหลักการกูนะกูจะไปจะมุ่งใช่อ่ะไปต่อจากเก่งหน่อยตอนเช้ายังจังนะรู้สึกนะไปต่อจากแบบว่าลูกเดี่ยวจืดเดี่ยวหักเราใจหมดแล้วนะแล้วนะจอยเอ้ยแบบนี้ไงตายไปคงโอ้ยจอยnhiều quá là nhiều luôn ý, nhưng mà không biết nói không. Đấy, mình sẽ nhớ ra cái ô đấy. Xem ai đang trị tay vào mình thì mọi người xem biết nhá mọi người. Đây nha. Thái Lan kia mày giỏi mày trị tay lần nữa coi.ยังตุ๊กตาด้วยนะครับมาอย่าไปจอตู้ถ่ายเหล่านั้นฮะตู้ตั้งคนตั้งคนอย่างอย่าตู้ตกไปให้ตู้ฮะตู้คนตั้งหรอน้าคนตั้งตัวจะมาตบมาหรอเออตู้ไม่ก็หลีใจใจร้อนตัวเออยังจังนะไปมูว่าป้ามันต้องชิมานานหน่อยเจ๊ไปว่าจีตาหนูโย่เย่ไปหนูโย่อีป้าป้าหนูนี่โนเตียจะพึ่งเตียนี่ป๋อจะกล้าจนจากจีโย่จนแต่ไม่โย่เจ๊เออน้องเอาใช้ไปแล้วปูแน่จะน้อยเออนานรอนี่รอนานรอนี่รอสักเตียนไงไงนี่หนักมันเซ็งยังจะหนักแดดเลยนะซุ่มควายซื้อเทนไนเนาะmọi người thấy gì không? Đẹp dữ thời dữ bá luôn nhá trời. Miệng đâu? Nói gì đi thằng? Hello, xin chào mọi người, mình là Ngọc Rồng Băng. Đây là mấy bạn hoàn toàn tôi nha. Nô thằng bên con rất nhiều đấy. Đại mai nhỏ, bé ba ngon món tránh lòng lòng nè. Đại mai chào ngon món tránh luộc.Thằng này là cái thằng thầu tránh thầu rồi còn lời cái này là mon này thằng kia cũng là lầu rồi trời ạ làm cái gì mà đấy cả người đấy kia chắc là sẽ đầy lỗi ta chắc là sẽ cho mọi người nữa này chắc mày có thể cho mọi người nữa nàyแล้วแต่ให้เราแก้คนเบื่อหรือเปล่าเกมอ่ะอีเพลเราอ่ะดูที่ต้นพวกเหมือนยี่ต้นน้องช่างอ๋อเล่นเตือนสองต้นไปบ้านโน้นมาได้ทำกันแบบลูกยูทูบดูอะไรดีอ่ะก่อนทำนายจุกควายทำนายละทันทำนายละทันเราเนี้ยลาละจ้ะลาขับฟุบฟับละค่ะจะไม่เจ๊ดเลยหนึ่งอวงนี่จะถอดจะถอดจะตอนเดี๋ยวจะต้องโน้ตก็การดิสฟังนะยันด้วยยันด้วยจีนะสิจ้ะเออจ้ะจะเสียงเพลงมันโอ้แต่เป็นโน้ตแม่จะลามถอยจะลามเมื่อลามจ้อแบบเราใจหมดถ้าเราไม่เงยที่เราบ้านคนนู้นจะหลอกเขาเขาก้มใจมึงเนี่ยนี่มาใจเราใจหมดจะหลับจ้ำจีนะไม่เงยไอ้มาก็ตั้งเดียวเลยเขาเทอีบอลจนนู้นจนนู้นจนเถียวหมดเดือดถอยนะนะเดี๋ยวไปปล่อยเจ้ากดตายวะเดี๋ยวมาไลฟ์ต้องได้ได้ดิชอบเลยจะโยนยังไม่เสร็จจะแข็งตึงเดี๋ยวเออเออแข
xem thôi. Mình là ai? Mình là ai? Mình ở đâu? Mình mấy tuổi? Mình là 8, mình 13 tuổi. Mình ở lớp 7. Trời ơi, 13 tuổi. Trời ơi, trẻ quá. Chú à. Chào mọi người, tất mọi người cũng biết mình rồi đúng không? Chào mọi người, mình không nói tất mọi người đã biết mình rồi thôi nói. Mọi người ơi. Đây cái con máy ấy. Cái con máy sau này rất là xinh nha mọi người. Ai mà thích thì mọi người hãy à. Đây nhà nó họ cứ nha mọi người. Quá là trang trí. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sắp hoàn thành rồi nha. Có sao không để đổ cái không? Đây, lo chạy một. Mọi người à, ai muốn ra du lịch thì mọi người ra chỗ luôn. Đây nhỉ. Mực này chính là ăn tốt phát là anh trai đấy. Chẳng chắc là nhắn tôm này đâu có chỉ cần nói thôi mất. Ôi, đông đau rồi mất. Mà tôi chỉ là người kia thôi đó chứ đó. Mày bị tay chồng ấy. Mày tao chưa ở đây rồi, ở đây bị chồng ở đây đấy, ở đây bị chồng. Chết nhỉ? Mày nói nhau. Ê, tóm lại là cam mày. Cam được. Cái thảo trắng là 1999 mọi người ạ. Vẫn rất là trẻ nha. Cái thua áo trắng của mày. Cái thua áo trắng. Trời ơi, view trốn luôn mọi người ơi. Không chơi vào đâu được. Cái kia là cái đá trắng tẹo nha mọi người. Kìa kìa. Hôm nay là một ngày nó không đẹp trời mấy, tao phốt quá. Chúng mình làm gần sau này nha mọi người. Lúc nãy nuôi ra nó khoai ở cạnh lúc chưa làm mọi người cũng thấy rồi nhỉ. Còn chỗ này nữa. Đây thì cũng có một cái cây. Sau này cây này sẽ đậu hoa mọi người. Bạn đang chạy mới thì mọi người hãy đăng ký kênh YouTube của Nhu nhé. Còn mà hãy theo dõi để